Bài học tiếp theo là bài cách trang trí cho một ly cocktail. Thì muốn cách trang trí cho một ly cocktail thì tất cả những vật trang trí trên một ly cocktail là phải ăn được, phải sử dụng được. Nhớ nha các bạn. Thì cách cắt trang trí một ly cocktail thì đầu tiên đây là trái cam ha. Mình sẽ xay trái cam lại, mình cắt bỏ hai đầu cái đã. Mình cắt một hơn một thôi các bạn. Rồi đầu tiên mình để con dao tư thế này ha các bạn, mình đẩy xuống một cái, mình kéo một cái một thôi. Đây gọi là cắt mỏng nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cắt dày lên độ khoảng từ 2 đến 3 cm. Rồi tiếp tục mình chẻ đôi ra các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cắt làm đôi quả cam. Giờ mình cắt 1/3 miếng cam. Thì chanh ở đây thì cũng vậy, thì đầu tiên mình cũng tỉa bỏ hai bên. Rồi. Đầu tiên mình cắt chanh ở đây mình cũng có nhiều cách cắt, thì mình cắt để dành pha tequila bóp thì mình cắt mỏng thôi nha các bạn, một lát mỏng thôi. Đây là một lát mỏng. Rồi sau đó mình cắt cho dày lên để mình máng được trên miệng của cái ly. Sau khi xong thì đây là miếng chanh thì mình tỉa từ bên ngoài ra bên trong. Rồi để là một lát mình máng được trên cái ly. Rồi còn đây là trái cherry. Mình cắt ở phía dưới các bạn ha. Rồi mình cắt ở tư thế này để một lát mình máng lên cái miệng ly. Còn đây là trái thơm. Thì trái thơm thì mình sẽ cắt ra là 1/3 và 1/4. Thì trước tiên các bạn phải tề bỏ cái đầu thơm ha. Mình giữ luôn vỏ nha các bạn. Rồi mình lấy miếng thơm này. Thì bây giờ miếng thơm chúng ta cắt ra làm tư. Rồi lúc đó ta dùng mỏ dao chúng ta tỉa vào lát thơm ở tư thế này để một lát mình máng vào thành ly. Ngoài ra chúng ta còn cắt 1/3 đầu miếng thơm, chúng ta chia làm đôi. Chúng ta tỉa tư thế này nha các bạn. Bài học tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau.